Chào các con. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu về ngữ pháp của bài số 13 nhé. Now unit 13, language focus. Nên chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất. Đó là passive form. Nhắc lại một chút về passive form. Chúng ta đã biết công thức chung của passive chính là be plus verb past participle, hay còn gọi là be cộng verb past. Thì trong cái hai thành phần bắt buộc phải nắm cho cô, đó là be và verb past. Thì cô gọi be là thành phần thay đổi theo thì, còn verb past là cố định. Cố định có nghĩa là sao? Thì gì chúng ta cũng phải đưa động từ về verb past ed. Có quy tắc thêm ed, bất quy tắc đưa về cột thứ ba cho bản động từ bất quy tắc. Đúng không nào? Còn be sẽ được thay đổi theo thì. Ví dụ, mình đã học passive ở hiện tại present simple rồi. Thì nếu là present simple thì be chúng ta phải biến đổi thành am, is hoặc là are. Và động từ cũng phải đưa về verb past đi. Đúng chưa nào? Còn nếu là tương lai, còn nhớ passive của tương lai không? Future simple tense. Tương lai thì chắc chắn phải có will. Và be đứng sau will chúng ta giữ nguyên, bởi vì sau will là verb bear. À, như vậy công thức bị động của future simple tense đó chính là will be verb bear. Rồi ngày hôm nay cũng như vậy, chúng ta sẽ nghiên cứu về bị động của thì. Thứ nhất là thì gì đây? The first one, simple past tense, thì quá khứ đơn. Như vậy thì từ cái công thức chung này nè, các con hãy rút ra cho cô công thức bị động của thì quá khứ đơn nó sẽ như thế nào. Rồi chúng ta cùng nghiên cứu nha. À, xem một số hình ha. Who's this? It's the lama. Lama là gì nè? À, pai là cái ống nước nè, và cái ống nước này nó bị hư nè. À, cô này cô bị hư ống nước là cô mới nhờ cái ông thợ sửa ống nước, tới sửa cái ống nước cho nhà cô ta. Vậy lama chính là ông thợ sửa ống nước. Chúng ta có một câu đó là the lama fixed my pai. Rồi phân tích cho cô ha, khi đổi một câu từ chủ động active sang passive bị động, chúng ta luôn luôn phải xác định cho cô ba thành phần. Thứ nhất đó là subject, verb và object. Như vậy trong câu này, ông thợ ống nước sửa ống nước của tôi, the lumber chính là subject, verb chính là fix và object chính là my pie. Rồi sau khi xác định được ba thành phần này rồi, chúng ta xem dùm cô có cái động từ mà người ta chia ở trong cái câu này là thì gì. Bởi vì mỗi một cái thì sẽ có một công thức bị động khác nhau. Chúng ta không xác định được thì là chúng ta không đưa đúng được công thức bị động. Đúng không nào? Rồi xác định nha. Chữ fish ở đây có ed, nghe rõ chưa? Fish có ed, như vậy chắc chắn nó là thì gì? Past simple tense. Như vậy câu này qua bị động chúng ta sẽ đổi ngược thành lấy object my pie lên là subject. À, ống nước của tôi đã được sửa bởi ông thợ. Đúng không nào? Rồi, coi cô sẽ làm nha. My pie was fixed by the plumber. Như vậy rõ ràng các con thấy ở quá khứ thì be phải được đổi thành was hoặc là were. Số ít dùng was, số nhiều dùng were. Và động từ fixed phải đưa về verb 3. Và verb 3 của fix bởi vì nó là có quy tắc thì verb 3 nó vẫn là thêm ed. Thấy rõ chưa? Ống nước của tôi đã được sửa bởi ông thợ. Vậy thì rút ra công thức bị động của thì quá khứ đơn là gì? So sánh xem công thức cho cô nha. Nếu ấy active chủ động thì chúng ta có công thức đó là subject plus verb. Và verb này nếu nó là động từ có quy tắc thì đi, còn bất quy tắc thì lấy ở cột thứ 2 và pay đi. Rồi bây giờ qua bị động nha. Subject plus was, were plus verb past participle. Was, were cộng verb pay đi. À, như vậy thì các con chú ý, khi mà viết câu sang bị động thì cái thằng verb 3 này nè, nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Đúng không nè? Không thuộc verb 3 không thể nào đổi sang bị động được. Ngoài cái nắm vững công thức ra, chúng ta còn phải thuộc động từ bất quy tắc.
về học cho cô nha. Rồi, bây giờ chúng ta đã nắm được công thức bị động của quá khứ đơn rồi. Chúng ta mở sách giáo khoa ra và chúng ta làm bài tập số 1 trang 128 ha. Yêu cầu của bài tập là complete the sentences. Use the passive forms of the verbs in the both. Decide whether the time is past, present or future. À, người ta yêu cầu mình làm gì đây? Hoàn thành câu sử dụng hình thức bị động của động từ, nhưng mà phải quyết định xem cái thời gian đó là quá khứ, hiện tại hay tương lai. Chú ý nha, xác định thì nha, rất quan trọng. Rồi, chúng ta cùng xác định thì những câu này nha. Rồi, chúng ta có một số động từ sau đây. Nha. Rồi, chúng ta đưa vô những câu này. Rồi, có từ mới không ta? Đọc sơ có hiểu nghĩa hết không nha? Christmas songs, những bài hát Giáng sinh. Như thế nào đây? Người ta cho mình động từ put, make, perform. Perform là gì? Trình diễn. Write, hold, hold là gì? Tổ chức. Award, học rồi, tặng thưởng. Decorate, trang trí, trang hoàng. Những bài hát Giáng sinh. À, bây giờ xác định thì trước nè. Trong câu này cô thấy có chữ 800 years ago. Ago thì gì các con? Cách đây 800 năm. Chắc chắn là past simple tense rồi đúng không? Như vậy mình sẽ đưa động từ nào vào cho nó phù hợp nghĩa, rồi đưa về thì quá khứ nữa. Những bài hát Giáng sinh đã được trình diễn cho người dân thị trấn và làng mạc cách đây 800 năm. Trình diễn là gì? Chắc chắn là perform. Rồi công thức bị động của past simple tense là gì? Was, were cộng verb 3, đúng không? Rồi songs, Christmas songs, chữ songs ở đây có S này thấy chưa? Như vậy rõ ràng là số nhiều thì mình phải dùng were. Rồi verb 3 của perform. Verb 3 của perform là gì? Nó là động từ có quy tắc thì mình chỉ việc thêm ý đi. Were perform. Ok. Easy. Number 2. Câu 1 cô làm rồi, câu số 2 tụi con làm nha. Rồi, xong chưa? Chúng ta giờ đáp án nha. On Christmas Eve. Một vào đêm Christmas Eve có nghĩa là đêm Giáng sinh vào đầu những năm 1500. Một cái cây sao đây? Được cái gì đây? Cái này quá khứ rồi đúng không? Một những năm 1500 xảy ra rồi, quá khứ. Một cái cây được cái gì và như thế nào đây? Rồi giờ đáp án. Được trang trí và được đặt. Ok, was decorated and put. Ok. Now number 3. In the rice cooking festival, a fire. À, nay mấy bữa mình học rồi nè. Lửa được tạo ra theo cách truyền thống. Lửa được tạo ra, chắc chắn phải là make ha. Rồi đưa vô verb 3 của nó. Và đây là thì gì nè? À, present symbol. Ok, is made. Now number 4. Tại sao lại là will be held? Bởi vì có chữ next month. An English speaking contest, một cuộc thi nói tiếng Anh sẽ được tổ chức. Ok, tại trường Nguyễn Huệ vào tháng tới. Như vậy đây là công thức bị động của future simple tense, will be và bạn will be held. Number 5. The first prize. À, giải nhất sao? Đáp án nha các con. Was awarded. Đã được tặng thưởng, tại sao lại quá khứ? À, chắc chắn các con phải biết ha, bởi vì có chữ yesterday. Show it, đúng không? The first prize, so it was awarded. Now number 6. Number 6, cái thời gian để tụi con xác định là gì? In the 19th century, vào thế kỷ thứ 19. Vậy đây chắc chắn phải là past simple rồi. Và còn một động từ, một từ còn lại là chữ gì ha? Was written. Và ba của write chính là written. Đọc lại ba cột với cô nè. Write, wrote, written. Ha, was written. Rồi, chúng ta xong bài số 1 nha các con. Rồi, như vậy thì công thức của bị động của thì quá khứ đơn simple past tense là gì? Nhắc lại với cô nè. Subject plus was or were plus verb past participle. Rồi, chúng ta qua thì thứ 2 nha. Present perfect tense. Present perfect tense. Rồi cũng vậy ha. Như vậy từ công thức chung là be verb 3, các bạn hãy rút ra công thức bị động của present perfect tense cho cô. Rồi chúng ta coi hình và xem ví dụ nha. Rồi chúng ta có một
câu ở thì hiện tại hoàn thành present perfect này. Thấy chữ for không? Còn nhớ cách dùng sing for cho present perfect tense sao? He has fixed my pie for 2 hours. Ông ta đã sửa cốc nước của tôi trong 2 tiếng. À, trong 2 giờ đồng hồ. Như vậy bây giờ đổi qua bị động, đó là ống nước của tôi đã được sửa trong 2 tiếng. À, bởi anh ta chúng ta có thể giữ cũng có thể lược bỏ ha, những cái đại từ chung chung như là I, you, he, she, it, we đây thì chúng ta có thể lược bỏ đi. Những cái danh từ riêng, tên riêng thì chúng ta phải giữ lại. Rồi bây giờ trước khi chúng ta đổi qua bị động, chúng ta xác định cho cô ba thành phần chứ các bạn. Subject là he, verb là has fixed. Thấy hiện tại hoàn thành rõ ràng không? Has have verb 3. Thấy không? Object là my pie. For 2 hours là một cái khoảng thời gian ha. Rồi bây giờ mình sẽ đem my pie lên là subject nè. Rồi các con nghĩ xem chữ be trong công thức bị động này nó sẽ được biến thành gì? À, đứng sau has have trong hiện tại hoàn thành thì bắt buộc nó phải đưa về verb 3. Mà verb 3 của be là gì? Been. Như vậy để đổi qua bị động của hiện tại hoàn thành, chúng ta phải đổi be thành been. Và been sẽ được đặt ở đâu? Các con xem nha. My pie has been fixed for 2 hours. Rồi các bạn thấy nè, các con thấy nè, chữ been đặt ở đâu? Ở giữa chữ has have với lại verb 3. Thấy rõ chưa? Như vậy từ chủ động ở thì hiện tại hoàn thành qua bị động, chúng ta chỉ việc thêm vô chữ been. Thấy chưa? Thêm chữ been và been đặt ở giữa has have verb 3. Và có một cái sướng đó là ở hiện tại hoàn thành ở chủ động mình đã có sẵn verb 3 rồi. Bởi vì công thức của nó là verb 3. Như vậy thì đưa về bị động mình chỉ việc viết là verb 3 thôi. Đúng chưa nào? Rồi, chúng ta coi công thức nha. Rồi, ở chủ động active chúng ta có subject plus has or have plus verb past participle. Bị động nha. Subject plus has or have plus been plus verb past participle. Verb 3 đi. Thấy rõ chưa? À, như vậy thì bị động của quá khứ, bị động của hiện tại hoàn thành, hai công thức phải học thuộc lòng cho cô. À, chúng ta qua bài tập. Các con mở sách giáo khoa bài số 2 trang 128 nha. Rồi, bài tập này người ta cho chúng ta 4 từ, 4 động từ. Và yêu cầu chúng ta điền vào 5 chỗ trống trong một bài hội thoại giữa Hạnh và bà Thanh, mẹ của bạn ấy. 4 từ điền vào 5 chỗ trống, như vậy chắc chắn sẽ có một từ dùng 2 lần, đó chính là chữ break. Rồi, bây giờ chúng ta phải biết nghĩa ha. Break có nghĩa là vỡ bể ha, tumble lộn xộn, scatter rải rác vương vãi ha, pull là kéo. Rồi tình huống đây là gì đây? Hạnh and her mother have just got her from the market. Rồi Hạnh và mẹ mới đi chợ về. Vừa bước vào nhà, nhìn vào nhà bếp, Hạnh thấy cái gì đây? Mom, something has happened to our kitchen. What's wrong? Mom, look, the cupboard is open and everything has been. Cái tủ thì bị mở ra và mọi thứ thì bị cái gì các bạn? Lộn xộn hết trơn rồi, đúng không? Và các bạn chú ý ở đây đã để sẵn cho mình chữ has been. Có nghĩa là đây là bị động mở thì gì? Mới vừa học present perfect. Thấy chưa? Hiện tại hoàn thành. Như vậy mình phải đưa chữ tumble về verb 3. Verb 3 của nó là gì đây? ED. Vậy nó có nghĩa là nó là động từ có quy tắc. Rồi tiếp nha. Oh no. The jar I like has been. Cái hũ, cái lọ mà má thích nó sao? Nó bị vỡ rồi, bị bể rồi. Bể là gì? Break. Rồi, ba cột của động từ break rồi. Break, broke, broken. Chính xác. Has been broken. Many bowls and dishes have been. Rất là nhiều bát đĩa cũng bị gì? Vỡ luôn rồi. Chắc chắn cũng phải là broken. And look at this month. The rye mushroom. Rye mushroom là cái nấm khô đó ha. Have been. Sao đây? Nấm khô thì sao? Nhìn xuống sàn nấm khô nó vương vãi trên khắp cái sàn nhà. Vương vãi rải rác là cái gì đây? Scatter. Và bạc cũng thêm bị đi vô. Ha. And where is the pan of fish I left on the stove? Còn cái chảo cá má để ở trên bếp đâu mất tiêu rồi. Here it is. Đây nè má ơi. It has been. Nó đã bị kéo vào trong cái bồn rửa rồi.
À, còn một động từ duy nhất còn lại đó là pull, là vào pa thêm ed giờ, đúng rồi. Pull into the sink. The fish has gone. Cá mất tiêu rồi. Who has done all this? Ai làm tất cả những điều này? Chắc chắn là ai các bạn? Mom, it must have been the cat. Con mèo rồi chứ còn ai nữa ha. Rồi, chúng ta chú ý bài tập số 2 là chúng ta coi lại cách dùng của hiện tại hoàn thành, bị động thôi. Rồi, chúng ta tiếp qua phần tiếp theo nha. Rồi, bây giờ chúng ta coi lại công thức của hai thì mà chúng ta đã học ở passive nè. Nhất, simple past tense. Thứ hai, present perfect tense. Quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành. Rồi, công thức ha. Ở quá khứ là subject, was, were và past. Hiện tại hoàn thành, has, have, been và past. Rồi, coi lại hai câu ví dụ. Có một điều cô muốn nhắc các bạn là khi mà chúng ta đổi qua bị động á, thì cái động từ ở chỗ này nè, nó sẽ đi theo cái chủ ngữ mới. Ví dụ câu ở trên ta nói là the lammer fish my pie, xuống chủ ngữ mới bây giờ không còn là the lammer nữa là my pie, thì cái chữ was này nó phải đi theo cái chủ ngữ my pie, nó không còn đi theo chủ ngữ the lammer nữa. Như vậy nếu ở đây pie xuống thì dùng was, nhưng mà giả dụ câu này pie có s xuống nhiều thì chúng ta phải dùng were, nhớ nha. Và bên này cũng vậy, nếu pie xuống thì dùng has, nhưng mà pie có s thì phải đổi thành have. My pie has been fished for 2 hours. Nhớ số ít số nhiều cho cô. Các bạn làm bài các bạn khi đưa object xuống các bạn không để ý nó là số ít số nhiều, các bạn sai chỗ này rất nhiều và bị trừ điểm rất là uổng. Nhớ giùm cô. Rồi, như vậy bị động hôm nay chúng ta học thêm 2. Nắm chắc cho cô chưa nè. Nhớ về học 2 công thức này cho cô nha. Phải nắm thuộc lào trong đầu chúng ta, đặt bút vô là viết thôi. Rồi, qua phần thứ 2. Điểm ngữ pháp thứ 2 đó chính là compound words. Compound words là gì? À, coi nha. Cô có những hình ảnh sau đây. Thứ nhất, cô có động từ cook. Cook, cook là gì? À, nó là nấu ăn. Và danh từ rice. Rice đây là cơm ha. Bây giờ cô muốn nói là tôi nấu cơm thì là I cook rice. Tôi nấu cơm. Nó là một động từ. Bây giờ cô muốn chuyển nó thành một danh từ. Chuyển nó thành một danh từ thì cô sẽ làm như thế sao? Thứ nhất, cô đưa danh từ rise lên trước, động từ cook ra sao, và nhớ thêm vô cho cô chữ in, và giữa hai từ này thêm cho cô dấu gạch nổi. Như vậy cook rise cô sẽ đổi thành rise cooking. Từ một hành động cô sẽ đổi nó thành một danh từ. Ta gọi từ rise cooking này là compound words. Rồi, coi tiếp nha. Cô có một số danh từ sau đây và một số động từ, và cô đã thêm in sẵn cho các bạn rồi. Một verb thêm in ta còn gọi nó là serif, verb in ha. Rồi, biến nó thành một compound noun. Biến nó thành compound noun. Rất dễ đúng không? Lấy danh từ đem trước, verb in ra sao, ở giữa thêm dấu gạch nổi. Thấy rõ chưa? Rất dễ ha. Và nhớ một điều cho cô nè. Nếu cái danh từ ở đây nó không đếm được thì không nói rồi ha, không đếm được thì không bao giờ có s. Nhưng mà nếu nó đếm được mà trong câu đã cho số nhiều có s, thì khi ví dụ cô nói chữ bull nè, con bò nè, nếu trong câu đã có chữ s, chữ car nè, chữ flower có s. Như vậy khi tạo thành một compound nào, chúng ta bắt buộc phải đưa hết những danh từ này về số ít cho cô, bằng cách bỏ hết chữ s đi. Mặc dù trong câu nó có s, kệ nó, đưa vô compound nào, đưa về hết số ít cho cô, bỏ hết s đi. Rồi, đặc biệt trong những từ này, có những từ mà khi chúng ta bỏ s đi nó mất nghĩa, nó không còn nghĩa của chính nó nữa, thì người ta cho phép mình giữ là s. Ví dụ cô có chữ clothes là quần áo. Các bạn thấy chữ clothes là quần áo, wash là giặt quần áo, là wash clothes. Nếu chúng ta bỏ chữ s trong chữ clothes đi, còn nghĩa không? Còn nghĩa quần áo không? Học nó mất nghĩa quần áo. Thành ra trong trường hợp này chữ clothes nó rất là đặc biệt, chúng ta được quyền giữ lại chữ s. Nhớ cho cô nha, clothes washing đó là việc giặt quần áo. Nhớ nha, clothes washing, nhớ giùm cô cái từ này, đặc biệt được quyền giữ lại chữ s. Rồi, cách thành lập một compound word rất là dễ đúng không? Chỉ cần nhớ cho cô now gạch nói verb in. Rồi, chúng ta coi công thức nha. Now
verb in biến thành compound nào ha. Rồi chúng ta mở sách giáo khoa ra, làm cho cô bài tập số 3 trang 130. Người ta yêu cầu chúng ta làm điều gì đây? Rewrite the sentence in your exercise book. Use a compound word in your sentences. Rồi bây giờ dùng cái compound word nãy mới vừa học á để viết lại những câu sao cho nó gọn hơn, hay hơn. Ví dụ cô có một câu rất là dài nè. It is a contest in which participants have to make a fire. Đó là một cuộc thi mà trong đó những người tham gia, participants, những người tham gia phải tạo ra lửa, phải nhóm được lửa. Như vậy thì cô nói lại bằng cách thứ hai, đó là một cuộc thi nhóm lửa. Dễ không? Dễ ha, ngắn gọn hơn ha. Rồi cách làm. Rồi, theo cách làm của cô thì bước thứ nhất, cô nhìn lên coi cái đề. Cô viết lại hết từ chủ từ cho tới chữ ở. À, có người ta xài ở viết là ta xài ẩn viết là ẩn, ta xài đờ viết là đờ, vậy thôi. Viết từ chủ từ tới chữ ở ha. Rồi nhìn ra câu sao, tìm cho cô một cái động từ với một cái danh từ để chúng ta tạo ra một cái compound word. Cái động từ trong đây chính là make và danh từ chính là fire. Như vậy make fire cô sẽ đổi thành fire gạch nói making, thấy chưa? Rồi đem lên fire gạch nói making, xong chưa? Chưa. Chúng ta nhìn lên câu đề, chúng ta thấy ở phía sau chữ ở có một cái danh từ. Ở đây là danh từ của nó là contest. Chúng ta không bỏ đi nha. Nhớ rất nhiều bạn quên cái từ này nè. Chúng ta phải lấy cái chữ contest này nè, đem ra cuối câu, chấm hết. Như vậy mới là xong. Còn cái từ in which participants have to, bỏ hết cho cô. À, câu nó gọn hơn. Rồi các bạn coi đáp án nha. It's a, thấy rõ chưa? Viết lại nè. It's a nè. Make a fire, đổi thành fire gạch nói making. Contest, đem ra cuối câu, chấm hết. Dễ ha. Rồi những câu còn lại các bạn làm cho cô đi nè. It is a, rồi viết lại. Mà nhìn ra đây thấy có bull, con bò, rồi fire. Rồi bây giờ thấy chữ bull có s không? Đem lên tạo thành compound word bằng cách bỏ s đi, thêm dấu gạch nói vô, fire đổi thành verb in là fighting. Thấy chưa? It's a bull fighting. Rồi chữ festival đem ra cuối câu, chấm hết cho cô. Easy. Now the United States has a big industry that makes cars. Rồi viết lại cho tôi tới, cho cô tới chữ R ha. The United States has a, rồi makes cars, từ cars có S, bỏ S đi, make thêm in giờ, đương nhiên bỏ S mới thêm in ha. Rồi đợi. The United States has, ở đây nó có tính từ big nè, chúng ta giữ là chữ big cho cô nha. Has a big car making, rồi đem chữ industry ra cuối. À, nước Mỹ có một nền công nghiệp chế tạo xe hơi lớn. Ok. Rồi tiếp đó con. Rồi trong câu này cô thấy có là last week Trần Hưng Đạo School Herald, viết lại thấy rõ chưa? Rồi arrange flowers, cô sẽ đổi thành flower gạch nói arrange, và đương nhiên chữ flower bỏ s. Rồi sau chữ r trên cái đề có chữ contest, đem ra cuối câu, chấm hết, xong. Gọn hơn rất nhiều đúng không? Ok. Việt Nam is a country which exports a lot of rice. Việt Nam chúng ta là một nước là sao? Xuất khẩu rất là nhiều gạo. Rồi đổi thành nè. Việt Nam is a rice exporting country, đem ra cuối. Rồi câu cuối cùng ha. Is a hay this is a cũng được ha. Này không quan trọng đó con. Rồi chữ wash clothes như nãy cô nói ha. Giữ nguyên chữ S gạch nói washing, machine, đem ra cuối câu, xong. Rồi như vậy thì làm dạng bài tập này dễ các con ha. Easy. Ở nhà ráng luyện thêm cho cô nha. Bây giờ chúng ta tiếp theo qua phần là report this speech. Report this speech là gì? Nó chính là câu tường thuật. Câu tường thuật có nghĩa là chúng ta sẽ thuật lại những gì mình nghe được, thuật lại cho người khác nghe. Và ở học kỳ 1 thật sự chúng ta đã học rồi câu tường thuật. À, có dạng comment request, mệnh lệnh yêu cầu, còn nhớ không? Với là advice, lời khuyên. Hôm nay chúng ta tiếp tục dạng thứ 3 của reported speech, chính là statement. À, tường thuật một câu nói, một lời nói. Rồi, ví dụ, có một anh chàng rất là dễ thương, đẹp trai ha. Rồi, anh chàng này làm nghề gì đây? À, anh giới thiệu, I'm a lumber.
tôi là ông thợ sửa ống nước. Rồi cô gái này nghe ông rõ, cô gái này mới hỏi là hả, ông nói cái gì? À, ông nói cái gì? Cậu bé này mới tường thuật lại cho cô gái nghe nè. He said he was a lumber. Ông ta đã nói ông ấy là một ông thợ sửa ống nước. Rồi các con thấy cách làm nha. Đầu tiên mình muốn tường thuật lại cho người khác nghe. À, ai đó nói thì mình dùng cho câu chữ he said. Còn nếu là nữ thì dùng là she said, đúng không? Rồi bây giờ mình phải bước thứ nhất nè. Các con nhìn nè. Trong câu trực tiếp của một người nào đó, thường người ta phải đặt vào trong một cái dấu ngoặc kép. Vậy thì khi chúng ta tường thuật lại, các bạn thấy nè, còn dấu ngoặc kép không? À, vậy thì bước thứ nhất là phải bỏ dấu ngoặc kép, đúng không nè? Bước thứ hai, tôi là một thợ ống nước. Bây giờ mình tường thuật lại, mình có nói luôn cái câu của người ta là tôi là một thợ ống nước nữa không? Không. Chắc chắn mình phải đổi chữ tôi thành chữ ông ấy, cô ấy, vân vân. Ở đây là ông ấy, à, ở đây là đàn ông thì mình đổi chữ ai cho cô thành thì như vậy. Chữ ai này không được giữ lại trong câu tường thuật mà chúng ta phải đổi theo giới tính của người nói. Nếu người nói là he thì ở đây ai cũng đổi thành he. Nếu người nói là she thì đổi cho cô thành she luôn. Thấy rõ không? Dễ ha. Rồi, bước thứ nhất là bỏ dấu ngoặc kép. Bước thứ hai là đổi đại từ cho phù hợp với nghĩa của câu. Bước thứ ba là gì đây? Các con thấy nè, trong câu trực tiếp người ta dùng thì hiện tại đơn, present simple, I am. Nhưng mà qua câu tường thuật còn dùng chữ am không? Không. Phải đổi cho cô thành chữ was. Và was chính là thì gì? Past simple. Thấy chưa? Như vậy thì bước thứ ba là phải đổi động từ về thì quá khứ. Cái cô còn gọi là lùi, lùi thì. Lùi thì, cách lùi thì như thế nào tí nữa cô sẽ hướng dẫn ha. Rồi, bước tiếp theo, viết lại hết những chữ còn lại. Nhưng mà nếu đụng đại từ thì mình phải đổi ha. Và nếu đụng những cái từ đặc biệt thì mình phải đổi những từ đặc biệt. Hơn là câu này không có từ đặc biệt, khỏi đổi. Như vậy những từ đặc biệt đó là những từ nào? Tí chúng ta sẽ coi nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cách lùi thì. Ai, cách lùi thì nè. Có những thì sau đây chúng ta phải nhớ ha. Trong direct speech chúng ta có thì present simple tense. Thì reported speech chúng ta phải đổi thành past simple tense. Hiện tại đổi thành quá khứ ha. Present progressive tense, hiện tại tiếp diễn. Công thức hiện tại tiếp diễn là gì nè? Am, is, are, verbing. Đổi thành past progressive tense. Và công thức của past progressive tense thì quá khứ tiếp diễn là gì nè? Was, were, verbing. Gặp will đổi thành would. Can đổi thành could. May, might và must. Đặc biệt chữ must nha, nhớ must. Đổi cho cô thành had to. Rồi đó là cách lùi thì, đổi thì. Rồi bây giờ một số từ đặc biệt nè, học kỳ 1 mình đã học rồi. Bây giờ ôm lại nha, cách đổi một số từ đặc biệt nha. Chú ý những từ sau đây phải thuộc lòng cho cô nha. Gặp this trong câu tường thuật không giữ lại this mà buộc chúng ta phải đổi thành that. These, those. Here, there. Now, then. Today, that day. Tomorrow, the following day. Hoặc là the next day. Rồi, như vậy những cái từ đặc biệt này khi các con làm bài tập các con rất quên, rất hay quên đổi nó. À, và bị trừ điểm trong cái phần này rất nhiều. Thật ra cô dặn nha, nhớ cho kỹ nha. Học thuộc lòng trong đầu chúng ta cho thiệt là lào đi. Trong quá trình viết câu, thấy nó là đổi, thấy nó là đổi. Rồi hai cái bản này có nhiệm vụ về học thuộc lòng cho cô. Rồi chúng ta làm bài tập số 4, trang 130 ha. À, tình huống đây là gì? Yesterday's grandmother, Mrs. Thu, needed a lumber. A man came to her door, report what the man told Mrs. Thu. À, tường thuật là cái gì mà người đàn ông này đã nói với bà Thu ha. Rồi câu thứ nhất, à, người ông thợ này nói gì? I'm a lumber. Tôi là ông thợ ống nước. À, mình nghe được, mình tường thuật lại nè. He said, ai đổi thành he, am đổi thành was. Này nãy cô ví dụ thấy rồi ha. He said he was a lumber. Rồi câu thứ hai, next. Tụi con tự làm trước nè. I can fix the faucet. Faucet là gì? Cái vòi nước. Ok, giờ đáp án nha. He said, ai đổi thành he, can đổi thành could. Fix có đổi không ta? Có đưa về quá khứ thêm đi không? Không nha, tại sao không đổi? Sao khen verb bear thì sao could cũng là verb bear. Giữ nguyên động từ không đổi sao could ha. Chỉ đổi thành khen thành could cho cô thôi. Rồi còn như viết lại.
Nào, next. The pies are broken. Rồi, giờ đáp án với cô nha. He said the pies are chắc chắn đổi thành were. Và ba are broken. Bị động ở hiện tại đây thì đổi thành bị động ở quá khứ thôi đúng không? Are đổi thành were broken, giữ nguyên broken cho cô. Now, new pies are very expensive. Rồi, đáp án thưa cô. He said new pies are đổi cho cô thành were very expensive, giữ lại ha, tính từ giữ lại ha. Rồi câu cuối cùng, chú ý quan sát nha, cô thấy có từ đặc biệt nè. You must pay me now. À, bạn chính là bà Thu đó ha. Bà Thu phải trả tiền cho tôi bây giờ, bạn phải trả tiền cho tôi bây giờ. Rồi bây giờ bà Thu nghe câu đó, bà Thu mới tường thuật lại nè. He said, à, bà Thu tường thuật lại cho người khác nghe là ông ấy đã nói tôi phải trả tiền cho ông ấy bây giờ. Như vậy tôi thì chữ you phải đổi thành I, must phải đổi thành had to. Me, bây giờ mà giữ lại me là không được nha. Tại sao? Nếu mình giữ lại me mình nói anh ấy đã nói tôi phải trả tiền cho tôi bây giờ, không được. Như vậy anh ấy đã nói là tôi phải trả tiền cho anh ấy bây giờ. Như vậy thì nếu anh ấy nói thì chữ me này phải đổi thành thành him cho cô. À, còn nếu đây giả dụ đây là cô ấy nói thì chữ me đổi cho cô thành chữ her. Nhớ nha. He said I had to pay him. Now nè, thấy rõ chữ now không? Từ đặc biệt. Now phải đổi cho cô thành then. He said I had to pay him then. Rồi, như vậy chúng ta xong cái phần bài tập trong sách giáo khoa ha. Rồi, cô có một cái game nhỏ ha. Cùng làm với cô nè. Finish the second sentence so that it means the same as the first. Rồi, nói nôm na là viết câu không đổi nghĩa đó ha. Rồi, cô có một số câu sau đây. Rồi, số câu nó nhảy lung tung kệ nó đi ha. Chúng ta làm nè. Nobody has used this machine for many years. Có nhìn ra đây là câu bị động không? Tại sao cô biết câu bị động? Chỉ với cách nhìn ha. Thứ nhất, dịch tiếng Việt đi. Không ai sử dụng cái máy này trong nhiều năm. Có nghĩa là cái máy này không được sử dụng trong nhiều năm. À, cách thứ hai nhìn nè. Ta đem this machine là object nè, đứng sau động từ, xuống đầu câu thành subject nè, thì phải là bị động ha. Rồi bây giờ biết nó là bị động rồi, phải xác định cái dạng nha tụi con. Xác định cái dạng nó là bị động, phải coi cái thì. Ở đây ta dùng has used. Has verb 3 thì chắc chắn là present perfect, hiện tại hoàn thành. Rồi công thức bị động của hiện tại hoàn thành là has been verb 3. This machine show it. Như vậy has vẫn là has đúng không? Has been used. Rồi, chú ý cho con cái điều này. Khi chủ ngữ là nobody, no one, nothing, v.v. thì khi đổi qua bị động, nếu chúng ta giữ lại dạng khẳng định là đai liền. Đúng không nè? Dịch nè, cái máy này đã được sử dụng trong nhiều năm. Là sai rồi. Không ai sử dụng mà. Như vậy phải là cái máy này không được sử dụng trong nhiều năm. Câu này trong bài kiểm tra tự gài nha. Chú ý cho cô nha. Rồi, đưa phủ định vô. This machine hasn't been used for many years. Thấy rõ chưa? Ok, next. Rồi, dạng gì? Dạng gì? Thấy quen quen không? In which nè. À, thấy từ in which nghĩ ra tới gì? Thấy nè. Mechanics nè. Compound mới học. Thấy chưa? Rồi, viết nè. Viết nha. Đáp án. Ok, our school has a car making contest. Next. Ồ, đây là dạng gì ta? Nè, chị nè, thấy có dấu ngoặc kép không? À, một câu nói đặt trong dấu ngoặc kép và thấy có chữ say tên là thì nghĩ ngay tới cái gì? Robotic speech. The teacher said you must finish your homework before going to class. À, bây giờ giáo viên bảo tôi phải hoàn thành bài tập của tôi trước khi tới lớp. Các con nghĩ và you sẽ được đổi thành cái gì? Must đổi thành cái gì? Your đổi thành cái gì? Rồi, làm nha. Đáp án. Ok. The teacher told me that I had to finish my homework before going to class. Next. They held the festival in Ho Chi Minh City. Held thì gì ta? Ba cột của động từ hold đọc cho cô nghe coi. Hold, held, held. Verb 2, verb 3 của nó giống nhau. Vậy thì làm sao chúng ta biết được ở đây là past simple hay là present perfect? À, chỉ cách nhìn.
Nếu nó là present perfect, công thức của nó phải là have, xem vật và, đúng chưa? Như vậy nếu nó là present perfect ở đây phải có chữ have. Còn nếu nó không có chữ have thì chắc chắn nó là verb 2, mà verb 2 thì là past simple. Họ đã tổ chức lễ hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Viết ngược lại, lễ hội đã được tổ chức ở thành phố Hồ Chí Minh. Viết đi nè. Rồi giờ đáp án với cô nha. The festival was held in Ho Chi Minh City. Thấy rõ không? Ok, now next. It's a country which exports a lot of coffee. Dễ quá, làm đi. Đáp án nha. It's a coffee exporting country. Ok. Rồi, thấy có dấu ngoặc kép không? Report this bit. Lan said I can make a fire with the matches. Đáp án ha. Lan đã nói thì nghĩ có ai đổi thành gì này? Chắc chắn phải đổi thành she rồi đúng không? Lan nữ thì ai phải đổi thành she rồi. Can đổi thành could. Rồi, không có từ bị thì còn như chúng ta viết vậy thôi. Easy. Rồi, nãy giờ học nhiều quá rồi đúng không? Bây giờ cô với các con sẽ đi thăm một số chiến binh. Cô gọi những vị này là chiến binh. Bởi vì các con thấy nè, họ mặc đồ y chang chiến binh chẳng khác chút nào, kính từ đầu tới chân, đeo khẩu trang rồi này kia. Các con có nghĩ ra họ là ai không? Họ là ai nè? Họ là những vị bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Khi đi làm họ phải mặc những bộ đồ bảo hộ kính mít từ đầu tới chân như vậy. Bởi vì sao các con? Họ tiếp xúc với rất là nhiều bệnh nhân nhiễm Covid-19. Chúng ta khi mà các bạn thấy, khi mà khu phố chúng ta mà nghe tin có một người nào đó bị nhiễm bệnh là chúng ta sợ, chúng ta không dám đi ngang cái nhà đó rồi đúng không? Sợ bị lây. Nhưng mà những chiến binh quả cảm này, họ không được phép sợ. Họ giống như là những dũng tướng vậy. Họ phải đương đầu chiến đấu với nó. Và có những bệnh nhân sau khi khỏi bệnh rồi cũng không biết được mặt của những chiến binh đã cứu mình như thế nào, và kẻ xấu đẹp như thế nào. Và ngày hôm nay cô với các con sẽ được nhìn thấy mặt họ và nghe lắng nghe những tâm sự của họ. Đây, tâm sự của họ đây. Chúng tôi phải đi làm vì bạn, bạn hãy ở nhà vì chúng tôi. Một câu nói rất bình thường nhưng mà rất thấm thiết không? Chúng ta được ở nhà, những ngày cách ly chúng ta cảm thấy rất là chán. Ngược lại, họ rất muốn ở nhà nhưng mà họ lại không được ở nhà mà họ phải đi làm. Phải đương đầu, phải chiến đấu với những con virus. Và họ nài nỉ chúng ta. Chúng ta hãy ở nhà để họ được về nhà. Các con nhìn nha. Những khuôn mặt của tuyến đầu chống dịch. Đây tâm sự của những vị bác sĩ. Để con ở nhà bơ vơ một mình. Có những vị bác sĩ đành phải làm như vậy. Để ra chiến trường. Mong cuộc sống trở lại bình thường sớm nhất có thể. Các con thấy không? Họ ra chiến trường chứ gương mặt của họ lúc nào cũng rạng ngời. Dù biết nguy hiểm vẫn tự nguyện làm. Và có những vị bác sĩ sợ khi nghe tin bệnh nhân sống đi, họ xem bệnh nhân như là những người thân của họ vậy các con. Cứ được nghỉ ngơi lại nằm thao thức nhớ nhà. Họ rất trẻ và họ vẫn xu phong ra tận chiến trường để bảo vệ chúng ta. Và họ chỉ mong chúng ta hãy ở nhà, hãy ở nhà. Ngày lễ vừa rồi chúng ta có đi chơi không? Bị cách ly lâu quá phải đi thôi đúng không? Ngứa tay ngứa chân quá buồn lắm. Sắp đi học rồi gặp lại bạn bè phải cà phê cà pháo đúng không? Phải trà sữa với chúng nó. Nhưng nhớ cẩn thận cho cô nhé các con. Nếu lỡ một người bị lây nhiễm thôi thì rất rất nhiều người sẽ bị cách ly. Và rất rất nhiều vị bác sĩ này lại không được về nhà các con nhé. Chúng ta hãy cẩn thận. Thật ra cái giai đoạn khó khăn nhất chính là giai đoạn đầu tiên của dịch. Thật ra giai đoạn đầu ấy, giai đoạn khó khăn nhất chính là giai đoạn đầu tiên của dịch. Giai đoạn đầu ấy thì không phải chỉ là việc của nhân viên y tế mà vấn đề còn là gia đình của các nhân viên cùng là điều dưỡng. Nhất là những trường hợp tại bệnh viện hiện có hai vợ chồng thì lại hai đứa con nhỏ cùng làm việc tại bệnh viện. Con thì lại hai đứa con nhỏ chưa để gửi về quê cho ông bà. Thật sự là bà lãnh đạo không bị thuê nữa. Rất là trăn trở. Thật sự là bà lãnh đạo bệnh viện cũng rất là trăn trở với những cái trường hợp. Hey.
chuyện của con thì đối với vậy là con và thường trưởng cũng là không bao giờ trả lời sao rồi về để mình không biết thực sự là cái ngày nào trả lời này mình có thể dỡ biết bệnh viện là cái ngày nào không không dám hứa có thể dỡ được gì bệnh viện mà là không có thể dỡ được gì nữa chuẩn bị để thường lúc này là lúc về hẹn rồi điều đuối nhất là bước chân qua cái cửa vào phòng bệnh nhân thì phải hiểu khi mình bước chân qua cái cửa đó sẽ đối mặt với nhiều nguy cơ khi mình bước chân lây nhiễm bất kỳ lúc nào và mình sẽ đối mặt với nguy cơ có thể bị lây nhiễm bất kỳ lúc nào chị chỉ lo lắng những gì mà nhưng mà trực tiếp chăm sóc bệnh chị đấy là cái cách về thương về nghề nghiệp của mình nhưng mà cái công việc mà mình phải lựa chọn coi được là nghề nghiệp của mình sẽ không quá khó khăn như là cái việc phải là đối mặt sẽ không quá khó khăn như là cái việc giờ phải đối mặt với các cái câu hỏi của con là bao giờ phải về nhà. Cái nó là thành mặt phải sáng không bao giờ ngủ sâu chỉ cần nghe tiếng máy là có thể sẽ bật dậy còn lại nữa là chỉ cần nghe thì nó ám ảnh cái tiếng máy thở cái tiếng báo động trở cửa và đợt này thì thực sự là chưa bao giờ ngủ rất là ngủ nào là sự thấy được quá tập trung ba buổi ngủ những lúc mà được giờ được nghỉ thì lại tranh thủ lại vào những lúc lại tìm đọc những tài liệu trên thế giới xem họ chia sẻ gì về kinh nghiệm điều trị những trường hợp này xem có cái gì đến phù hợp với mình không kinh nghiệm điều trị những trường hợp này đấy là cái gì sau đó thì mình không nào hòng kể cả những giờ đáng nhẽ là không được nghỉ sau những thời gian là bận lớn cái là những giờ quanh quẩn bên chỗ khu bệnh nhân nhưng mà thời gian là bận lớn vẫn quanh quẩn bên chỗ khu bệnh nhân cái mong lớn nhất là dịch hết rồi dịch hết là dân được bình yên cái mong lớn nhất là dịch sau đấy thì khi dịch hết là dân thực sự muốn về nhà vợ chồng mình cũng còn trong đấy con nói nhau thực sự đúng là từ nhà yêu nhau cho bây giờ khoảng với nhau nó 10 năm chưa bao giờ xa nhau lâu như thế này kể cả giận nhau hay gì chưa bao giờ xa nhau lâu như thế này kể cả giận nhau hay gì cảm giác đôi khi còn không phân biệt thời gian đôi khi phân biệt được hôm nay là thứ mấy ngày mấy nữa bởi vì là toàn bộ thời gian thì ở trong bệnh viện và lúc nào là với các bệnh nhân thì chúng tôi luôn luôn là dành những cái tình cảm cũng như là cảm xúc rất là vui vẻ khi mà tiếp xúc với họ cũng như là cảm xúc xác định là vui vẻ khi mà tiếp xúc với họ chúng tôi chiến đấu với dịch Covid là chắc chắn việc không phải là chiến đấu với dịch Covid chắc chắn không phải là ngay từ thời điểm này chị tự phải bảo vệ cho cộng đồng mà tự phải ở trong đây cũng không được về nhà rồi. Nhưng họ không hiểu không cho gia đình về đấy thuê nhà nữa nhưng mà cậu chồng cũng giải thích là vợ cháu không về cho gia đình nhà đấy thuê nhà bố con cháu thôi thì lúc sau họ đem vôi bột họ dắt xung quanh nhà luôn. Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng gian khổ biết dành phần ai ai cũng một thời trẻ trai cũng từng nghĩ về đời mình phải đâu may nhờ dưới chiều phải đâu may trong đục cũng đành phải không anh phải không em chân lý thuộc về mọi người không chịu sống đời nhỏ còn thấy không? Những chiến binh rất quả cảm, họ rất mong được về nhà, họ nhớ con, họ nhớ vợ, nhớ chồng, rất mong được về nhà nhưng họ không được về nhà. Còn chúng ta được ở nhà là cả một sự hạnh phúc. Sắp đi học rồi ha các con nhớ những lời dặn của thầy cô chúng ta phải giữ khoảng cách, chúng ta phải giữ vệ sinh, rửa tay, đeo khẩu trang. Đừng để một ai bị nhiễm hết nha các con. Bởi vì nếu có một bạn ở trường Chu Văn An chúng ta bị nhiễm là chúng ta phải tiếp tục nghỉ học, là đội ngũ bác sĩ là phải cực khổ vì chúng ta nữa. Nhớ nha các con, sau giờ học về nhà, hãy ở nhà, hạn chế ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết các con nhé.
Rồi cô có một câu hỏi cho các con qua cái video clip này. Đó là các con thấy vị bác sĩ này đối mặt với bao nhiêu khó khăn vẫn rất là dũng cảm, nhưng đã rơi nước mắt khi nghe con hỏi một câu hỏi, đó là bao giờ mẹ về. Rồi vậy thì câu hỏi của cô cho các con như thế này. Her child asks, when will you go home? Chúng ta đã học câu tường thuật rồi đúng không? Reported speak. Học dạng statement rồi. Bây giờ đối mặt với một câu hỏi như thế này, chúng ta phải giải quyết nó như thế nào đây? À, chúng ta phải giải quyết nó như thế nào đây? Rồi các con về nhà xem giùm cô ha. À, cấu trúc nó nằm ở trong bài số 14 chúng ta sẽ được học sắp tới trên lớp với cô. Vậy về nhà thử xem trước và thử giải quyết cái câu này giùm cô với nó như thế nào ha. When will you go home? Her child asked. Rồi về nhà sưu tầm giùm cô nha. Rồi bài tập về nhà cho các con nè. Bài tập về nhà của cô đó là à, đương nhiên là học tất cả những cấu trúc mình đã học. Passive form, compounds, rebuttal speech. Rồi nhớ chuẩn bị cho cô bài số 14 và làm thêm bài tập cô sẽ đính kèm trên trang web nha. Rồi bài học chúng ta đến đây là chấm dứt. Chào các con.